Ây Hiền xin gửi lời chào thân ái tới quý vị đang đến với chương trình Phóng sự Cộng đồng của buổi sáng ngày đẹp trời, ngày Chủ nhật, ngày 8 tây tháng 5 năm 2016. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại ngôi chùa Pháp Luân, ở tọa lạc trên đường Post Oak, thành phố Houston, Texas, xin tường trình về lễ Phật Đản được tổ chức tại chùa Phật Lịch 2560. Ái Hiền xin mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi lầm Tỳ Ni, hoàng hậu dựa gốc cây phư ư đẹp tươi, chợt hoa vỡ từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay, rằng người ngày đáng sanh được Phật. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay có rất là nhiều những Phật tử đã tề tụ về mái chùa Pháp Luân, và Ái Hiền cũng có dịp được trao đổi với bác, cũng là một Phật tử thuần thành tại chùa. Bác tên là Nguyên Lương Dương Phước Quyến, là cựu huynh trưởng gia đình Phật tử, và được biết bác từ San Jose về để dự cái lễ khánh đản Vassa này, thì xin mời bác chia sẻ đôi dòng những cảm nghĩ của mình cho quý vị có thể hiểu thêm về tâm trạng của bác lúc này. Hôm nay là lần thứ hai tôi qua tham dự ở chùa Pháp Luân của Thượng tọa Thích Giác Đặng, thì thấy đồng bào Phật tử đây rất là có một cái tấm lòng vì đạo rất là cao. Thì từ sớm các Phật tử đã về tề tựu thì lòng tôi cũng vui. Dạ. Và đón mùa lễ Phật Đản Vassa tại thành phố Houston, thì riêng với bác là người từ phương xa về thì có điều gì khác so với lại địa phương của mình thưa bác? Dạ, thì thực tình ra ở đây thì cái không gian của chùa nó quá lớn. Cho nên cái sự mà tổ chức rất là rộng rãi, dạ. Khác với thành phố San Jose thì nó có vẻ chật chội và nó ồn ào hơn. Ở đây thì nó có vẻ là trầm lặng hơn. Dạ. Xin chị chia sẻ đôi lời những cái suy nghĩ của mình cho quý vị đồng hương để chúng ta hiểu tâm tình của một người nghệ sĩ như thế nào. Cảm ơn em và cảm ơn cho Thủy có đôi lời kính chúc một cái ngày lễ Mother Day cho tất cả các bà mẹ trên đời, trên thế giới này luôn luôn được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình cùng con cháu. Sẵn ngày hôm nay là một cái ngày Phật Đản, tức là theo Đản là một cái vị cha ở trong tâm hồn của tất cả mọi người con Phật, thì Trọng Hải cũng xin mượn cái ngày hôm nay và cũng là cái ngày lễ mẹ luôn, thành ra Trọng Hải xin chúc tới, gửi tới một cái lời chúc rất là trân trọng, kính yêu tới cho tất cả những đấng sanh thành và dưỡng dục, tại vì thân ta có được ngày hôm nay là nhờ cha và mẹ. Thành ra đó là tất cả những cái gì mà ta có được ngày trên đời ngày hôm nay đều là của cha mẹ ban tặng cho chúng ta. Thành ra chúng ta cần phải rất là trân quý những cái gì chúng ta đang có, và chúng ta nên cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc nhất ở trên đời. Kính thưa quý vị, Ái Hiền đang đứng tại thư viện của chùa Pháp Luân, và vừa rồi là một vài hình ảnh ý nghĩa do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại thành phố Houston, Texas về buổi lễ khánh đản mừng Phật lịch 2560 tại chùa Pháp Luân. Ái Hiền xin chào quý vị, chúc cho quý vị có một mùa khánh đản Vassa thật là ý nghĩa và một ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc. Xin chào quý vị.